Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 52 tỷ top cần mini dot là bạn. Thì chương trình này góp này dành cho 500 lucky may mắn này bạn, thì mỗi người sẽ nhận được 10 tỷ top cần mini dot nha bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ end vào ngày 8 tháng 7. Thì đầy đủ điều kiện được tham gia iDrop này thì các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản Bitmax nha bạn và hoàn thành KYC nha bạn. Thì các bạn đăng ký rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, các bạn nhấp vào ảnh avatar mình, nhấp vào trang cá nhân đầu người mình nè, các bạn bấm vào một verify này, các bạn xác minh danh tính nha các bạn. Sau đó thì các bạn click vào phần link của sự kiện nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tài khoản Bitmax nè. Rồi, sau đó thì follow Bitmax Exchange nè, sau đó thì các bạn follow MiniDot nè các bạn. Thì này trên thì trên tờ Twitter chính thức của nó nè các bạn, có 88.283 người theo dõi nè. Sau đó thì các bạn like và retweet tăng 3 người bạn vào các bạn. Các bạn like nè, các bạn trình dẫn như tờ tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Sau đó các bạn nhấp vào cái link form này các bạn. Rồi các bạn mở link form nghe các bạn. Nếu các bạn nào may mắn nhận được cái chương trình iGroup này thì rất là có giá trị luôn mà. Rồi. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của bạn đang đăng ký trên tài khoản Bitmax nè. Dòng thứ hai, what you account Twitter thì các bạn điền là username Twitter của các bạn nha các bạn. A cộng WinVN 9. Tiếp tục các bạn ảnh, các bạn gỡ lên một cái ảnh bạn đang tweet thì các bạn nhớ tăng ba người bạn mình vào các bạn. Thì bạn nhấn ba anh cùng, nhấn vào một sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình các bạn đã tweet bài của nó nè, các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi sau đó các bạn gỡ lên một cái tạp cho nó nè. Rồi bấm tải lên nha các bạn. Rồi nó có bạn đăng ký tài khoản trên Bitmax không, các bạn bấm có Z nha các bạn. Sau đó các bạn bấm gỡ các bạn. Thì sau này nếu bạn nào may mắn trúng thưởng thì tôi cần mini dot này sẽ gửi về trên sàn mini dot cho các bạn chơi luôn nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.